Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của BNT Vlogs. Và hôm nay tôi được tham dự một cái sự kiện khá là đặc biệt của xã Nậm Ty. Đó là lễ khánh thành ngôi nhà sàn dành cho các em học sinh tiểu học, bao gồm kinh phí của các nhà hảo tâm, đóng góp của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp trên, cũng như là toàn thể bà con nhân dân của xã Nậm Ty và cán bộ các cơ quan đơn vị đã đóng góp số tiền gần 1 tỷ đồng để hoàn thành ngôi nhà sàn dành cho các em học sinh tiểu học rất là khang trang, rất là sạch đẹp. Và bây giờ tôi sẽ đi vào đó để quay lại một số cảnh trong cái buổi lễ khánh thành này và toàn cảnh nhà sàn để cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đi từ ngoài cổng vào để tôi quay lại toàn cảnh ngôi nhà. Đây là mặt trước của ngôi nhà, có hai cầu thang đi lên. Không cho bóng này, cho bóng mà nó mới nổi. Trong kia thì đang tổ chức các cái chương trình và các vị lãnh đạo đang phát biểu ý kiến. Thì hai chúng ta làm việc thì các cái công trình vệ sinh cho các trường học, từ điểm trường chính cho đến các cái điểm trường lẻ, hiện nay vẫn còn đang rất là thiếu thốn. Đây nên huyện là cũng đang có chương trình dự kiến là trong những cái năm tới sẽ phải tăng cường về xây dựng các cái công trình vệ sinh, trong đó và cái nguồn đầu tư của nhà nước và các cái nguồn xã hội hóa cũng phải cùng chung tay. Chức các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để ở trong và ngoài nước đấy tiếp tục đồng hành cùng huyện Hoàng Su Phì để có những cái công trình, có thể là nhà sàn, có thể là phòng lớp học, có thể là những cái công trình vệ sinh như tôi vừa nói này. Đấy, kính chúc gia đình cụ Nguyễn Thị Hợp cùng các con cháu cùng đoàn mình đối với Trung Hiền và các quý đại biểu là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Đấy, xin được lời trân trọng cảm ơn. Và có nhà bác San ở phía bên này thì cũng để nắng vuông góc. Toàn bộ cái khu này thì nó cũng mất của nhà bác gần chục mét vuông đất và gần chục cây trẻ thì bác cũng đã hiến cho không để tổ chức xây dựng. Sau khi có cái mặt bằng thì chúng tôi cũng đã quyết tâm và điện trực tiếp và hứa với cô chú là và báo cáo với lãnh đạo huyện là xin chuyển đổi toàn bộ các khu đất truyền hình để xây dựng nhà nước. Trong quá trình thực hiện ở đây thì cũng có do là cái thủ tục nhà nước để chuyển đổi cũng rất là khó khăn. Sau gần một tháng được sự nỗ lực vào cuộc của các ban ngành của huyện, sự chỉ đạo sát sao của huyện thì cũng đã có cái mặt bằng. Từ có cái mặt bằng thì xã tổ chức họp tất cả các bà con, tất cả các đồng chí lãnh đạo thôn, ban chấp hành đảng ủy xã ra một cái công văn chỉ đạo và ủy ban xã trực tiếp điều hành thực hiện. Thì quá trình thực hiện thì cũng gặp không ít cái khó khăn. Trong quá trình thực hiện thì cái khuôn khổ về kinh phí thì gia đình cô chú Bình Hiền hỗ trợ cho 300 và chuyển theo khối lượng của sản phẩm. Không có món quà nhỏ bằng tiền mặt được ấn trong phong bì này xin được gửi đến cho với những đóng góp chân thành và những tấm lòng của mình đối với lại học sinh vùng cao. Hôm nay cũng nhân dịp lễ khánh thành nhà trường. Bây giờ tôi sẽ đi lên phía trên tầng 2. Đây phía bên ngoài khá là rộng, được lắp cửa kính và toàn bộ sơn giả gỗ khá là giống. Bây giờ tôi sẽ quay một vòng trong cái tầng 2 của ngôi nhà này. Đây xung quanh được lắp rèm rất là cẩn thận, rất là đẹp các bạn nhé. Đây sẽ là cái nơi ở của các em học sinh tiểu học. Các em sẽ ngủ ở trên này, rất là rộng. Phía đằng trước thì có một cái sảnh, các bác đang ngồi uống nước này, được thiết kế mọi cái đường nét khá là tinh xảo, nhìn cũng khá là giống với gỗ. Ở đây có mấy chị đang tranh thủ chụp ảnh ở trong nhà đẹp. Đấy, mấy chị em đang tạo dáng để chụp ảnh đây. Có